Ok, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, mình là Đạt đây. Rồi thì ở cái thời điểm hiện tại là vào ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, cũng là những cái ngày mà cuối năm 2023 rồi. Thì trong video này thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn hai thứ ha. Thì cái thứ đầu tiên là về cái clean Valusu mới vừa cập nhật mới nhất nha mọi người. Thì video này thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn về cái bản Valusu V58 mới nhất ha. Thì ở bản này là nó sẽ fit văn này, fit lắc này, cũng như là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chạy mượt mà hơn những cái script menu farm. Và từ sáng tới bây giờ thì về cái con bot gắt cây trong Discord đó mọi người, thì nó đang gặp cái vấn đề là lỗi gắt cây. Thì hiện tại là cái lỗi gắt cây đó đã fix rồi nha mọi người. Thì bạn nào mà muốn gắt cây được cái Valusu này thì mấy bạn có thể vào kênh Discord của mình ha. Kênh Discord mình thì mình sẽ để trong phần bình luận ghi hoặc là phần mô tả. Rồi hiện tại là mình đang trong cái Valusu V58 nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mang đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu farm mới vừa ra mắt. Và ở phiên bản menu này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người full chức năng, từ những cái chức năng mà hỗ trợ cho mọi người event nhắn tin cho tới những cái chức năng khác. Đó thì bản menu đó là cái gì thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên cho tất cả các bạn cùng xem ha. Ok, let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nó có tên là Bear Hub ha. Đó thì mình đọc tiếng Anh thì nó không có chuẩn cho lắm, nhưng mà đây là một cái phiên bản mới nhất luôn nha mọi người. Rồi thì ở cái phiên bản mới này á thì hiện tại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chức năng nha. Thì đầu tiên á là nói về cái phần mà event mới nhất, đó là event mùa Giáng sinh. Thì trong đây nó sẽ có riêng một cái bản menu auto farm mùa Giáng sinh cho mọi người luôn. Đây chẳng hạn như là ở đây là chúng ta sẽ có là hiện tại là rip event này, cũng như là TB Rare Clean Giáng sinh event rồi nè. Thì cái này á là nhấn vào thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo diễn ra cái sự kiện hộp quà ha. Thì ở đây á là mình đang đứng ngay cái đảo đó rồi đó. Ngoài ra dưới đây thì nó sẽ có những cái phần mà để cho mọi người đổi cái candy ha, để lấy cái vật phẩm đó. Ngoài ra thì về cái phần menu farm á thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ farm nha mọi người, từ những cái chế độ mà auto farm candy, auto farm level đồ là nó sẽ có đầy đủ cho tất cả các bạn luôn. Thì nói chung á là cái auto farm candy với lại cái auto farm level thì nó là chung nha mọi người. Đây đó. À, chức năng này đây mình test cho mọi người luôn ha. Rồi mình tích vào cái auto farm level nè, là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người tới cái đảo farm mới nhất để nó tiến hành nó farm ha. Rồi thì đối với lại cái bản này thì nó sẽ farm được rất là ngon nha mọi người. Ngoài ra cái phần item ở đây thì chúng ta sẽ có những cái chức năng farm phụ này, chẳng hạn như là tự động tìm đảo dẫn này, hỗ trợ cho mọi người farm full melee nè đó. Và ngoài ra thì còn những cái chức năng khác nữa, rất là nhiều chức năng luôn nha mọi người. Đây có auto farm sale bet này, và đặc biệt là không thể nào thiếu những cái chức năng là auto farm Qterosat farm sale event là có đầy đủ cho tất cả các bạn luôn. Thì trên kênh mình luôn luôn là dành một cái ưu tiên cho tất cả người xem của mình, là mình muốn mang đến cho tất cả các bạn những cái phiên bản menu farm mới nhất nha. Đó, rất là nhiều chức năng nha mọi người. Rồi hiện tại như mọi người thấy là trên kênh của mình thì từ trước tới giờ là mình chia sẻ rất là nhiều bản menu rồi đó. Ngoài ra là có auto farm Tushita Cavender rất là nhiều luôn đó, hầu như là văn văn may may luôn nha mọi người. Rồi thì sẽ có rất là nhiều bạn cần những cái chức năng này, thì bởi vậy là mình luôn luôn là tìm những cái bản menu mà có rất là nhiều chức năng nè mọi người, thấy không, rất rất nhiều luôn, phải nói là rất rất nhiều luôn nha mọi người. Đấy, rất rất nhiều cái này về là mọi người tha hồ mà mọi người trải nghiệm luôn ha. Qterosat, Kitsun đồ là có ha. Tìm đảo Kitsun đồ là có đầy đủ luôn. Có auto farm bone, farm xương cho tất cả các bạn luôn nè. Thì tí mình sẽ test sau ha. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người tự động nâng chỉ số này, hỗ trợ mở tộc Ray V4 này đó. Và hỗ trợ BBB luôn nha mọi người. Đây, hỗ trợ BBB luôn, rất là ngon ha. Hỗ trợ cho mọi người treo Ray này, phần dịch chuyển này, phần shop này. Và đặc biệt không thể thiếu đó là về cái phần David Wood ha. Đây David Wood, trong phần David Wood này mình sẽ random thử nè. Rồi mới random ra được cái phần tách nha mọi người. Đó, thấy không, rất là ngon luôn. Còn về cái chế độ mà đánh á thì đây mình sẽ cho mọi người cách xem cái cách mà nó vận hành cái bản menu này ha. Nó đánh rất là mượt và đánh rất là ngon luôn, farm ra được rất là nhiều kẹo luôn nha tất cả các bạn. Đó, bản này rất là ngon. Thì hiện tại là cái Discord của mình là cái con bot Valusu đã hoạt động trở lại ổn định rồi. Thì bởi vậy là mấy bạn muốn gắt cây đồ thì các bạn có thể vào con bot trong cái Discord của mình ha. Rồi Teletubarel Single Event, cái này mọi người tích vào thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo diễn ra cái sự kiện ha. Đó, rất là ngon luôn. Phần main này rất là nhiều chức năng nha mọi người. Đó, một cái phiên bản menu mới ha. Menu mới mà nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều chức năng như vậy thì mình nghĩ là quá là ok luôn nha tất cả các bạn. Rất là ok luôn. Rồi, farm thì level nãy giờ mình cho mọi người xem rồi. Farm rất là ngon ha. Còn ngoài ra ví dụ mọi người không muốn farm level nữa thì mọi người có thể chuyển qua cái chế độ farm khác. Ở đây có farm gương, farm đồ đó này. Farm gương nè, farm gương thì mọi người tích vào là sẽ tự động đi nhặt gương ha. Và nhặt của cái bản này thì nó sẽ nhặt rất là ngon. Đó, mình mới vừa nhặt ra được cái gương luôn nè. Đấy, mọi người thấy không? Tổng quan về cái bản menu này thì nói chung là mình đã chia sẻ cho mọi người hai thứ. Cái thứ đầu tiên là về cái có bạn hỏi trắng màn hình thì có luôn nha. Thứ đầu tiên là về cái Valusu V58 fix lỗi mới nhất ha. Và cái thứ hai là về cái bản menu farm này. Hiện tại là mình đang đi farm bone nè. Thôi farm bone thì nói chung là farm bone thì mình nghĩ là mọi người biết rồi. Để ở đây mình test cái farm sale event cho tất cả các bạn xem ha. Rồi farm sale event thì mọi người chỉ cần muốn farm cái nào thì mọi người tích vào thôi. Đó, farm Qterosat này. Rồi mọi người muốn auto ray sale là cái này là sẽ tự động dịch chuyển mọi người lại để nó mua thuyền ha. Đó, nó mua thuyền xong thì nó sẽ tự động dịch chuyển tất cả các bạn ra cái vùng biển tinh lặng 6 để tiến hành nó treo để nó farm Qterosat cho mọi người ha. Đó, thì mọi người chỉ cần ra ngoài rồi mọi người treo thôi, rất là ngon ha.
Rồi thì nói chung á là đó là những gì mà trong video này mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Các bạn thấy video này hay nhớ like, subscribe và nhấn vào chuông ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.